Hi, chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Tay Chai 3.com. Và trong cái video này mình sẽ mở hộp và trên tay review cho các bạn một cái sản phẩm xịt phán nha đam Milaganis mà mình đã mua trên Tiki với cái mức giá đợt vừa mình mua trong cái đợt flash sale giảm 91%, nên cái sản phẩm này chỉ còn 19.000 đồng nha. Và cái phí mình phải trả đó là 7.000 đồng, tổng cộng với đơn hàng mình phải trả cho cái sản phẩm này là 26.000. Và cái sản phẩm này hiện tại mình tham khảo có giá tầm khoảng 62.000. Thì nếu mà các bạn nào muốn mua thì mình sẽ để cái link mua dưới phần mô tả video hoặc là phần ghi bình luận để các bạn có thể mua cái sản phẩm này về sử dụng nha. Và mình sẽ review cụ thể về các tính năng cũng giống như là cái công dụng của sản phẩm này mang đến cho người sử dụng là như thế nào. Về phần thiết kế của vỏ hộp thì các bạn thấy họ làm bằng cái cắt tông như thế này, nhưng mà họ làm rất là tối giản, chỉ có một cái màu trắng thôi của in hình cây nha đam trên đây, và nó có để chữ in thương hiệu đây Milaganis trên đây, và để có mấy cái dòng tiếng Anh. Và thể đích thực của cái sản phẩm nó là 100ml, và cái sản phẩm này cũng đã được xuất khẩu khá là nhiều các bạn nha. Và cái xịt phán nha đam Milaganis này sẽ bổ sung nước làm dịu da, tạo màng bảo vệ da và mang lại cho cái làn da các bạn căng mịn và tràn đầy sức sống. Cái thành phần của sản phẩm thì đây, họ để toàn bộ bằng tiếng Anh hết, thì mình không biết được là cái thành phần của họ là như thế nào. Cái công dụng của nó là dưỡng ẩm cho da nè, làm mát da, xe khít lỗ chân lông. Và ba cái này thì nó cũng sẽ như vậy, ba cái này thì sẽ tương ứng với lại trên đây, có nghĩa là họ để tiếng Anh và tiếng Việt thôi. Và cái hướng dẫn sử dụng thì khi mà các bạn muốn xịt phán được đó, thì các bạn đặt cái chai phán song song cách mặt khoảng từ 15-20cm nha, xịt đều khắp mặt và dỗ nhẹ khoảng 30 giây. Thì cái này với cái này nó cũng giống như nhau thôi nha các bạn nha. Cái số lô và ngày sản xuất này ở đây, và cái bảo quản thì bảo quản nơi khô ráo thoáng mát là được. Sản phẩm này của công ty trách nhiệm hữu hạn Động Học đây, Tesla, và có địa chỉ, có số điện thoại đây luôn. Bây giờ mình sẽ mở hộp ra để coi các bạn xem được bên trong hộp thì nó có gì nhé. Bên trong hộp thì mình thấy họ không có một cái tờ nào để hướng dẫn sử dụng, cũng giống như là trong hộp này mình không thấy có cái sổ, cái sách hướng dẫn sử dụng để hướng dẫn sử dụng cho các bạn. Về phần chai thì đây họ có một cái tem, tem này là tem chống hàng giả của Bộ Công Thương cấp. Ở trên cái thân của cái sản phẩm này thì họ cũng để như vậy thôi, cũng có ngày sản xuất và những cái công dụng tương đương như lại trên cái vỏ hộp mà họ đã in ra như thế này. Thì ngoài cái sản phẩm cấp nước và căn bàn độ ẩm thì nó cũng sẽ cung cấp một cái số khoáng chất, có nghĩa là nuôi dưỡng làn da các bạn sáng mịn và tạo cho các bạn cảm giác thư giãn và sảng khoái cho làn da nha, giúp cho cái lớp dần điểm của bạn nó sẽ bền màu và nó đẹp hơn. Cái sản phẩm này thì là xuất xứ là ở Việt Nam và sản xuất tại Việt Nam luôn. Một cái chai như vậy thì một cái thời gian sử dụng của các bạn có thể tầm khoảng 1-2 tháng nếu mà các bạn sử dụng nhiều, có thể ít hơn thì có thể là sử dụng khoảng 2-3 tháng nha. Cái xịt phán nha đam này thì sẽ được chế xuất từ cây nha đam. Cây nha đam còn được hay gọi là cây lơ hội đi các bạn nha. Và bằng cái phương pháp sấy và phun làm cho các sản phẩm này tinh sạch và hàm lượng dinh dưỡng có trong nha đam rất là dồi dào. Thí dụ giống như là những cái loại vitamin A, C, B1, B6 và canxi, magie sẽ giúp cái làn da các bạn tươi sẻ giống như là bền lâu theo cái thời gian, do cái tính chất nha đam có công dụng kháng khuẩn và trở nên mềm mại hơn nha. Nếu mà các bạn nào hay trang điểm thì có thể là xịt phán một lớp phán này trước khi trang điểm, thì cái da mặt của các bạn sẽ giữ được nhiều cái nét trang điểm và khi mà thời gian thì nó sẽ không bị phai màu và nó không bị lệch với cái màu da các bạn nha. Thì cái sản phẩm này hiện nay được bán trên thị trường khá là nhiều, nhưng mà nếu các bạn mua trên online thì nó sẽ rẻ hơn được khoảng vài chục phần trăm, thì các bạn sẽ được tiết kiệm rất là nhiều. Nếu mà các bạn sử dụng mua lâu dài thì nó sẽ rất là tiết kiệm, thay vì các bạn mua ngoài cửa hàng sẽ mắc hơn. Thì trong video này mình đã mở hộp và trên tay review cho các bạn một cái sản phẩm đến từ Milaganis nữa, đó là xịt phán nha đam mà mình đã mua dưới mức giá tầm khoảng 20 mấy ngàn. Nếu các bạn cảm thấy video này hay và hữu ích cho các bạn thì các bạn hãy bấm like, share và subscribe kênh Tay Chai 3.com của mình. Và đừng quên nhấn chuông để nhận những thông báo khi mà có những video review mới nhất, thì các bạn vào xem có cơ hội mua những cái sản phẩm tốt nhất với mức giá tốt nhất nha. Còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình.
Đừng quên nhấn subscribe và like kênh của mình nhé.